Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Messi khiến cho ngôi sao đội tuyển Pháp lo sợ trước trận chung kết World Cup 2022. Antoine Griezmann thừa nhận luôn là thử thách khó nhằn khi đối đầu với bất kỳ đội bóng nào sở hữu Lionel Messi trong đội hình. Đối đầu với Messi luôn là khó khăn, Griezmann mở đầu buổi phỏng vấn sau chiến thắng 2-0 của Pháp trước Maroc ở bán kết World Cup 2022 vào rạng sáng ngày 15 tháng 12 theo giờ Hà Nội. Argentina là một thử thách lớn khi có Messi. Ngôi sao của Atletico Madrid nhấn mạnh, sau khi xem các trận mà Argentina thi đấu, chúng tôi biết cách họ chơi bóng ra làm sao, rất là khó khăn. Họ dường như đang đạt phong độ cao nhất. Không chỉ có Messi, Argentina còn có một đội ngũ rất mạnh mẽ xung quanh anh ấy. Griezmann thừa nhận, Albi Celeste nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Vì vậy, tuyển Pháp cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Chúng tôi sẽ quay lại làm việc vào ngày mai và xem cách nào mà họ có thể làm tổn thương, Griezmann kết luận. Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Deschamps khẳng định Messi có phong độ chói sáng kể từ đầu mùa so với 4 năm trước. Tất nhiên mọi thứ đã khác, Messi hiện tại chơi tự do, phóng khoáng, cầm bóng và cho thấy bản thân là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Chúng tôi sẽ cố gắng chống lại mối đe dọa từ Messi và cố gắng ngăn cậu ấy tạo tầm ảnh hưởng đến trận đấu. Leo chơi hay nhưng Griezmann cũng có màn trình diễn ấn tượng trên đất Qatar. Trước Maroc, anh không ghi bàn hay kiến tạo nhưng thể hiện được vai trò quan trọng trong lối chơi của đội đương kim vô địch thế giới. Antoine Griezmann trở thành cầu thủ đầu tiên ở World Cup 2022, tạo ra 21 cơ hội cho đồng đội. Thành tích này hơn Messi 18 cơ hội. Tính từ đầu mùa giải, Antoine Griezmann đã 7 lần tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt cho đội tuyển Pháp. 3 trong số các cơ hội đó được chuyển hóa thành bàn thắng, giúp cho Griezmann dẫn đầu danh sách kiến tạo tại World Cup 2022, ngang với Lionel Messi 3 lần. SofaScore chấm Griezmann 7,8 điểm cho màn trình diễn tại World Cup 2022, cao thứ 3 từ đầu mùa giải. Tiền đạo sinh năm 1991 chứng tỏ tầm ảnh hưởng và phong độ ở giải đấu năm nay không thua kém Messi hay Kylian Mbappe, hai ứng viên hàng đầu cho danh hiệu quả bóng vàng Golden Ball. Huấn luyện viên trưởng Deschamps khẳng định đội tuyển Pháp sẽ chiến đấu đến cùng để ngăn Argentina của Lionel Messi vô địch World Cup 2022. Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để ngăn điều đó xảy ra. Sau trận chung kết này, một trong hai đội sẽ có ngôi sao thứ ba trên áo. Huấn luyện viên trưởng Deschamps chia sẻ khi được hỏi về cơ hội vô địch World Cup của Lionel Messi. Sau chiến thắng trước Maroc, Pháp lọt vào trận chung kết World Cup 2022 để đọ sức với Argentina. Cả hai đội tuyển đều đã hai lần vô địch World Cup, nên nếu như đội nào giành chiến thắng tương đương với chức vô địch thứ ba, đội đó sẽ được thêu 3 ngôi sao lên ngực áo, tượng trưng cho 3 chức vô địch. Theo Antoine Griezmann, trận đấu gặp Argentina là thử thách không hề dễ dàng với Pháp, bởi đại diện Nam Mỹ có Lionel Messi xuất sắc trong đội hình. Messi đã ghi 5 bàn và kiến tạo 3 lần tại World Cup 2022, dẫn đầu cả danh sách ghi bàn lẫn kiến tạo. Mọi đội bóng có Messi đều có vị thế rất khác. Tôi đã xem cách Argentina đá tại World Cup 2022. Chúng tôi biết cách họ thi đấu. Argentina rất khó bị đánh bại. Họ cũng đang có phong độ ấn tượng. Tất nhiên Argentina không chỉ có Messi. Họ có đội ngũ huấn luyện và ấn tượng chơi xung quanh anh ấy. Nếu như trận chung kết sẽ vô cùng khó khăn, Pháp cũng biết Argentina sẽ có được sự cổ vũ bởi số đông cổ động viên. Chúng tôi sẽ phải quay lại tập luyện vào ngày mai, thảo luận về điều đó, tìm ra hướng tập trung để khai thác điểm yếu của Argentina và phòng ngự trước sức mạnh của họ. Pháp sẽ phải chuẩn bị thật là tốt, Griezmann nói. Pháp đang có hành trình thuận lợi ở World Cup 2022, gà chống Gola, thắng Australia và Đan Mạch ở vòng đấu bảng, hạ Ba Lan ở vòng 1-8 trước khi thắng ứng viên vô địch Anh ở tứ kết. Trong trận bán kết với hiện tượng Maroc, Pháp thắng Trung Quốc 2-0. Đội bóng của huấn luyện viên trưởng Deschamps hạ gục đại diện châu Phi mặc dù không có Deo Upamecano và Adrien Rabiot trong đội hình. Theo huấn luyện viên trưởng Deschamps, Upamecano sẽ kịp trở lại cho trận chung kết gặp Argentina hôm 18 tháng 12 tới. Đại đốt Upamecano kịp hồi phục để trở lại, cậu ấy không khỏe suốt 3 ngày sau hôm thứ Bảy tuần trước. Tối qua, Đại đốt đã kịp trở lại tập luyện. Đại đốt bị sốt và thể lực thì suy giảm. Ở trận đấu khó như là trước Maroc, tôi đã để Đại đốt nghỉ và sử dụng Ibrahima Konas thay thế. Bởi tôi hiểu rõ cậu ấy đủ sức chơi ở đội hình này. Adrian cũng ốm và tình trạng đã chưa khả quan cho đến trưa ngày hôm nay. Pháp còn 3 ngày để chuẩn bị cho trận chung kết. Hy vọng cậu ấy kịp trở lại, huấn luyện viên trưởng Deschamps nói. Trận đấu gặp Argentina hứa hẹn là khó khăn. Pháp chỉ thắng 3 trong 12 lần đọ sức Argentina trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Pháp đã đánh bại Argentina trong lần gần nhất mà hai đội chạm trán tại World Cup.
Lionel Messi không dính chấn thương như giới truyền thông lo ngại. Tiền đạo 35 tuổi này chắc chắn sẽ ra sân trong trận chung kết World Cup 2022 giữa tuyển Argentina và tuyển Pháp sắp tới. Trong chiến thắng 3-0 của tuyển Argentina và tuyển Croatia vừa qua, Lionel Messi thi đấu trọn vẹn 90 phút, đóng góp một bàn thắng và kiến tạo một bàn khác. Tuy nhiên, tiền đạo này có dấu hiệu đau gân, khoeo chân trái. Anh tiếp tục tự xoa bóp vùng đùi sau chân trái trong thời gian thi đấu. Hành động của Messi khiến cho người hâm mộ Anh và tuyển Argentina cực kỳ lo lắng. Messi đang thi đấu tuyệt hay trong vòng chung kết World Cup cuối cùng của Anh và tràn đầy cơ hội lên ngôi vô địch, qua đó hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu đáng kinh ngạc. May mắn cho Messi cũng như tuyển Argentina, tiền đạo 35 tuổi này không dính chấn thương và theo Tasi Sport, anh không cần các bác sĩ chăm sóc sau chiến thắng trước tuyển Croatia. Giống như là một số cầu thủ khác, Messi có dấu hiệu quá tải chủ yếu vì lịch thi đấu dày đặc và anh vừa trải qua 120 phút đấu với tuyển Hà Lan trước đó. Cũng chính vì vậy, huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni đã quyết định cho tuyển Argentina nghỉ tập vào ngày hôm nay để hồi phục sức lực một cách trọn vẹn nhất. Đây là ngày nghỉ thứ hai của đội bóng áo xanh trắng kể từ khi World Cup khởi tranh. Trước đó, họ đã được nghỉ một ngày trước vòng tứ kết. Mbappe sút bóng vào mặt cổ động viên. Trong khi tập giữ điểm, Kylian Mbappe vô tình đưa trái bóng đi trúng mặt một người hâm mộ đang đứng phía sau khung thành tại sân Al Bayan. Cú sút mạnh của Mbappe khiến cho người đàn ông trung niên bị đau ở vùng mũi. Tiền đạo chủ lực của tuyển Pháp nhanh chóng chạy ra ngoài sân để hỏi thăm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ không may mắn. Sau khi tịt ngòi trước Anh ở tứ kết, Mbappe tiếp tục có ngày thi đấu chật vật trước hàng thủ của Maroc. Trong 90 phút, chân sút sinh năm 1998 có 3 lần giữ điểm nhưng chỉ một đi trúng đích. Tuy nhiên, hai cú sút bị chặn còn lại của Nizarua đều vô tình mở ra cơ hội để lần lượt theo Hernandez và Kolo Muani lập công. Mbappe không ghi bàn hay kiến tạo trong hai trận đấu gần nhất nhưng vẫn dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại World Cup 2022 với 5 bàn, ngang với Lionel Messi và hai kiến tạo kém một so với đồng đội người Argentina. Ở trận chung kết hôm 18 tháng 12, Mbappe sẽ có màn đối đầu trực tiếp với Messi. Pháp sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên sau 60 năm bảo vệ thành công ngôi vương thế giới hay Messi sẽ có danh hiệu ở lần cuối cùng tham dự World Cup. Joniel Kibre, một nhân viên bảo vệ tại sân vận động Lusail, đã không may qua đời trong khi đang làm nhiệm vụ tại FIFA World Cup 2022. Theo đó, gia đình của Joniel Kibre đang tìm mọi hy vọng để có thể đưa thi thể của nhân viên bảo vệ 24 tuổi này trở về quê hương của anh tại Kenya. Ban tổ chức giải đấu đã cho biết rằng anh bị ngã rất nghiêm trọng vào ngày 10 tháng 12 vừa qua trong khi đang làm nhiệm vụ tại FIFA World Cup. Họ cũng nói thêm rằng đội ngũ y tế đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và tiếp tục điều trị khẩn cấp trước khi anh được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Y tế Hernan bằng xe cứu thương. Chúng tôi rất đau lòng khi phải thông báo rằng dù bất chấp những nỗ lực của đội ngũ y tế, anh ấy đã qua đời trong bệnh viện vào ngày thứ ba, ngày 13 tháng 12 sau khi nhận những sự chăm sóc đặc biệt trong 3 ngày, ban tổ chức giải đấu chia sẻ. Chúng tôi đã thông báo tới những người thân của anh ấy khi được gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình, đồng nghiệp và bạn bè của anh ấy trong thời điểm khó khăn này. Gia đình của Kibre tại Kenya hy vọng mình sẽ được nhận lại nhiều hơn là những lời chia buồn. Tuy vậy, họ cũng đang yêu cầu công ty bảo vệ mà anh làm việc về sự thật những gì đã diễn ra. Với tư cách là một gia đình, chắc chắn chúng tôi muốn biết rõ câu trả lời và nếu như có thể, chúng tôi muốn họ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đem thi thể của Kibre về lại quê hương. Ông Samuel Niel, chú của Joniel Kibre, chia sẻ với tờ Reuters. Công ty đó, dịch vụ bảo vệ Al Azira, đã không có một liên lạc chính thức nào với gia đình của chúng tôi, cũng như là không hề giải thích cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra, ông nói. Điều này thật không may và nó đã làm tan nát trái tim của gia đình chúng tôi. Joniel Kibre đang làm việc tại Qatar hơn một năm với hy vọng giúp cho gia đình mình có được một cuộc sống khá giả hơn. Qatar từ lâu đã được biết là một điểm đến phổ biến của dân lao động nhập cư Kenya. Vào năm ngoái, thì Malcolm Biladi, một nhân viên bảo vệ khác của người Kenya tại Qatar đã viết một blog về điều kiện làm việc tồi tệ ở đó. Sau đó, anh đã lập tức bị giam giữ và buộc tội truyền bá thông tin sai lệch. Ban tổ chức World Cup cho biết rằng họ đang điều tra các tình huống dẫn đến việc Kibre bị ngã một cách cấp bách và sẽ cung cấp thêm thông tin khi chờ các kết quả điều tra. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng gia đình anh ấy sẽ nhận được toàn bộ các khoản phí và các khoản tiền còn nợ, họ nói thêm. FIFA đã đưa ra một bản tuyên bố vào thứ Tư cho biết rằng cơ quan chủ quản đang liên tục liên lạc với chính quyền địa phương để điều tra sự việc này. Tuần trước, Qatar cũng đã phải mở một cuộc điều tra về an toàn lao động sau cái chết của một người Philippines khi có báo cáo rằng người này cũng đã qua đời khi đang làm việc tại một trại huấn luyện trong thời gian diễn ra World Cup.
Trận chung kết của FIFA World Cup sẽ được diễn ra tại sân vận động Lusail vào chủ nhật. Trận đấu sẽ có sự góp mặt của đội tuyển Argentina và đội tuyển Pháp khi họ lần lượt giành chiến thắng trước Croatia và Maroc trong loạt trận bán kết.